đáng yêu không, tươi không các bạn. Giới thiệu với mọi người, đây là farm mới của chị Mai của mình. Như thế này đi. Bắt đầu đâu nó cứ như thế này. Mình ngẩng lên tí để tao bú phem tí. Đây là hai nhân vật mà mọi người sẽ thấy là dễ thương nhất ở farm này. Nhưng mà không phải đáng yêu trên tay mình đâu. Nên mình không hiểu tại sao mình bế nó lên nó lại như thế này. Sao em bế nó như nó khổ lắm luôn ấy. Nó thái độ với em hay sao ấy nhỉ? Có ơi. Trời đất ơi. Tao bảo mày là mày đến mày review cho tao cái farm mới. Mà mày làm thế nào mà con lạc đà của tao nhìn nó khổ thế này? Chị nhìn em cũng khổ không? Chị bảo em review mà chị nhìn cái tướng của em bê nó cũng khổ không? Nó tính ra nó còn nặng hơn em luôn đấy. Dễ thương quá. Rồi thả xuống cho tự đi đi. Đây. Rồi, đây, đi ra đây đi, dẫn mọi người ra đây đi con. Đi, rồi, đi, đi, đi. Đi nào, đi nào. Là mọi người đi chơi lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mà mọi người có lên Mộc Châu là mọi người có một cái điểm check-in cực kỳ đẹp luôn. Như chị Mai giới thiệu thì vườn hoa này của chị Mai là cái vườn mà chị tâm huyết nhất, đúng không? Đúng. Giống như kiểu nước hoa của em vậy. Nhưng mà hay ở một cái này chắc cái này phải học tâm chị này. Rồi. Đó, quả biển. Ngày xưa chê ai chê farm của em bé, sau này em sẽ đổi tên là ngày trước ai chê em hôi, giờ em bán nước hoa đã hối hận chưa. Đây, đây là vườn hoa cực kỳ to mọi người. Nhưng mà cho em hỏi tí, không phải chứ có mỗi 3 năm em không phá chị thôi mà cơ ngơi của chị nó đã x2x3 lên như thế này rồi hả chị Mai? Không, nói thật chứ, từ ngày mà gọi là em đi Dubai đến bây giờ ấy, chị có nhiều thời gian hơn, kiểu không có đứa nào phá tao cả. Nên là nó mới x2x3 này. Nhưng mà view ăn tiền mọi người. Nếu mà mọi người mà chẳng hạn như mọi người đến đây chơi ấy, khuyên mọi người là mọi người đến buổi chiều. Tại vì buổi chiều nó không khí nó mát, với lại là có quả hoàng hôn cực kỳ đẹp. Ở bên trong này có những kiểu cái đi, mấy bé thả diều nữa. Trời, trời. Đứa nó chiêu. Nào mà đang chất tình, đứa nào mà đang bị cần phải chữa lành nhá, lên chỗ này là chữa lành ok này. Cho em hỏi tí, không phải chứ em hơi thân thi tí. Chỗ này chị làm mấy tiền đấy chị? Mày hỏi làm gì? Không? Mày quan tâm bây làm giờ gì? Em nhìn nó cơ ngôi. Mọi người biết bao nhiêu tiêu tích là bao nhiêu mọi người? Mọi người nhìn qua clip mọi người không thể nào mà đoán đâu. Nhưng mà chị bảo với mình ấy là cả khu này và cái khu trong kia là 1 hectare hả chị? Đúng rồi, 1 hectare là 1 hectare. Ý là chỗ này 1 hectare hay là tính là trong kia nữa? Không, chỗ này là cả với lại bên trong kia nữa. Bên trong cái khu farm cũ này này, tổng hết tất cả lại là 1 hectare. À, nếu mà anh chị em nào mà đến đây chơi mà chưa biết ngủ lại ấy, thì chị Mai có cả hôm luôn mọi người. Cho mọi người ngủ lại luôn nếu mà mọi người thích. Chị đang xây. Chị đang xây nhưng mà có mấy căn vẫn hoạt động rồi chứ? Bây giờ là có 4 căn đang hoạt động rồi. Quá là tuyệt vời. Em thì cũng đã khen rồi. Nhưng mà trên cương vị em đến đây không phải là có tí cổ đông nào trong đây cả. Em là khách. Nên là bây giờ em sẽ bắt đầu em khai ra những cái chỗ mà chẳng hạn như ở Lò Xấu. Đây, chẳng hạn như cái câu này chị giải thích cho em tại sao là cầu mà không có nước. Chứ không phải là chị làm cảnh không? Thì tại vì là bây giờ nó là mùa khô nên là cái chỗ này là nó chưa có nước. Cái này không phải là cái sông hay là suối gì hết, nó là cái mương. Thế chị phải cắm cái biển ở đây, chị phải cắm cái biển giải thích ở đây. Mà có nước hay không kệ tao. Đó, đây này. Mày quan tâm gì việc là có nước hay không? Có những cái chỗ nữa, đây. Tại sao cây nó vẫn chưa lên? Tại vì là chị chưa trồng đúng không? Đúng. Đây, đó, đây. Đất là quy hoạch không được ok. Cỏ này. Cỏ này, cỏ chỗ này là vẫn chưa được đây này. Chỗ này là tàn rồi đấy này mọi người. Không phải, người ta vừa mới trồng. Vừa mới trồng chưa lên hoa ấy. Đúng rồi, người ta vừa mới trồng. Thế còn trong này là khu gì? Đấy là khu ở của mấy em thỏ đấy. Khu ở mấy em thỏ á? Đúng rồi. Nhìn thời kỳ đồ đá nhà em cứ tưởng là kiểu là PPQ cái thứ. Không. Có cái gì mà cái bếp đâu. Không, đấy là chỗ ở của mấy em thỏ. Đây cho mọi người đi ra ngoài này này. Chỗ này nó mới kiểu là hòa mình với thiên nhiên chữa lành này. Chiều là mấy bé nó ra đây nó thả diều. Đẹp không? Sao có thích không? Cô mua diều cho có thích không? Thế chiều nào cũng ra đây mà thả nhá. Chị rất là đam mê thả diều. Nhưng bây giờ chị già rồi chị không thả được. Nên là chị có gọi là, đây là các gọi là nhân sự part time của chị. Làm cầu nhưng mà cầu này không có nước ở nhà mình à. Ai bảo mày là không có nước? Cái đây là mùa cạn, nó cạn nước rồi. Còn bình thường là kia là nó có nước. Vậy đó mọi người, em nhìn thấy có cái máy bơm ở đây, chắc là chị ấy sắp sửa chị ấy bơm nước vào. Nhưng mà không sao, mọi người đến là có nước mọi người nhá. Mọi người đến là mọi người có nước. Buổi đây. Chiều ở đây thì sẽ có khoảng độ tầm mấy chục con diều thả ở đây, chiêu chiêu. Chiêu à. Dễ thương chưa? Trời ơi.
Mày đã thấy đoàn quân của chị chưa? Lấp liếm gì? Chứ còn gì nữa. Xinh chưa? Dễ thương chưa? Đây, đây là chuồng mới của chúng nó đây này. Úi xời, nhìn thích nhờ. Cái gì? Hai con Aplaka. Đúng rồi, chỉ có hai con Balaka. Balaka là Aplaka. Cái gì cơ? Aplaka. Chị đặt tên cho nó kiểu khác được không? Lưỡi nó ngắn rồi chị. Xinh quá. Ở đây tối bọn nó ngủ ngoài này luôn hả chị? Đúng rồi. Kia là chuồng của nó kìa. Con này sướng nhỉ? Đấy, dễ thương không? Dễ thương. Như thế này thì sau này nó có sinh sản không chị? Có. Đã có đàn nào ra chưa? Có. Nhìn có vẻ ok đấy nhỉ? Hello. Hôm nay mình đưa bé này đi chơi hả? À, vậy hả? Nãy chạy ra ngoài kia đuổi tụt quần đấy nhá. Ôi giời ơi. Tự nhiên vào thế là bọn dê với cả kiều ở trong kia gì thấy con này trông tưởng đồng loại là nó chạy ra chỗ. Nếu như mọi người không biết thì sau vòng 3 năm chị Mai không có mình thì chị Mai đã sở hữu được một khu bất động sản triệu đô các bạn ạ. Nếu mà thường thường thì mọi người có thể là mọi người coi ở trên clip nó chỉ là một cái khu nhỏ nhỏ như thế này thôi đúng không? Nhưng mà không, chị Mai còn sở hữu thêm ở ngoài kia nữa rồi. Đi không thế. Những là ở ngoài kia nữa đâu mà mọi người có thể là nhìn khuất sâu tầm mắt kia nữa là vẫn là của chị Mai. Điêu. Bên bãi đỗ xe này em cứ tưởng là chị là gửi nhờ nhà dân nhưng mà không phải, cũng là đất của nhà chị luôn. Điêu quá. Gọi là gì chị? Đấy, hôm nay em đến chỗ farm chị em thấy gọi là ok không? Ok là gì ạ? Ok là không? Ok là. Mát không? Chị nghĩ sao về một người quản lý đẹp trai tuyệt vời như em? Chị cảm ơn em. Để ngay ngày mai em sẽ làm lại hồ sơ em xin việc. Ôi trời ơi, nhưng mà mát nhở? Mát chị. Dễ chịu nhở? Về đây là cái gì nhỉ? Giới trẻ người ta bây giờ hay có cái câu gọi là chữa lành. Chữa lành. Đúng rồi, chính xác, chữa lành. Mặc dù mà em cảm giác như là em không cần chữa nhưng mà em về đây em vẫn lành thêm được một tí nữa. Dễ thương. Là tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người chỉ cần bỏ ra 4 tiếng đi xe từ Hà Nội lên là mọi người sẽ được chữa lành thôi. Rất là tuyệt vời. Hôm nay công nhận cái vườn hoa của chị đẹp quá luôn đấy cậu ạ. Thật sự luôn, chị nhìn chị ưng quá. Đẹp quá. Sao này chị có nghĩ là chị sẽ trồng hoa hướng dương các thứ không chị? Đó, mỗi năm mình đổi một ít. Trời ơi, mình là người có quyền lực cái khác ngay nhỉ. Nào mà chán ấy, kiểu tóc này về anh cò anh làm cho quả tóc khá bảnh nhá. Biết con mặt không? mày đừng có họ là nhá. Con này làm khá bảnh được này chị. Nhìn răng bậu này. Hình như con này nổi tiếng là lên cái bộ răng bộ nháo bậu của nó hay sao ấy. Con đằng sau nó ra kìa. Đấy, thái độ khác ngay. Vừa nãy có tí chảnh chó, bây giờ có tí quyền lực vào cái nhìn nó này. Như này. Chị hình như nó thích là tay nó vỉnh lên. Đúng rồi, tay nó thích là sao nó vảnh lên đấy. Đẹp quá. Xinh không? Đáng đồng tiền bán cạo. Mày đừng nghĩ đến cái việc gọi là cạo chọc con ấy của tao nhá. Bao giờ nó đẻ chị xem con nhá. Cái gì? Thằng này khôn. Ý là mày... chẳng ấy chị em mình tiếc nhau con Abalada cái gì ấy. Abalaka. Mày có biết bao nhiêu tiền một con không? Bao nhiêu chị? Bao nhiêu? Rẻ thì còn lít rưỡi, không thì 2 lít. Là một con này á? Ừ. Tự dưng mày thấy nó đẹp hẳn đúng không? Thì không, tự nhiên là em nghĩ là ý tưởng khác ấy. À này nhá, mày nhá. Mày chết với tao đấy. Đắt vậy luôn đó chị? Ừ. Nhưng mà nó là ở Việt Nam hay là không? Không, đưa từ nước ngoài về đấy. Thế thì khí hậu ở đấy ok mà, quen rồi. Trời ơi. Chị ở đây nhá. Dạ. Nhìn nó thế này mà tính ra nó còn đáng giá cả mình ấy các bạn ạ. Chơi nó ăn nhiều quá. Này. Bắt đầu bào. Cái gì? bắt đầu bào đấy. Có ơi. Thịt trâu góc bếp của tao bán đấy. Chẳng ai bây giờ có mỗi gói trâu góc bếp mà chị không cho em được.
Chị giống vậy, chị giống lôi quá không chị Mai? Mày gọi là tốn mồi lắm. Gọi là tí nữa thế nào nó cũng kéo bia về đấy. Không bao giờ. Cái này đấy. Chị bảo là không có mực thì cái này nó cũng tạm ổn đấy. Thằng này nó lục được nhanh thật đấy. Cứ để ra ra đông dần là vừa chị nhá. Thằng này chính giỏ mò rất là nhanh nhá. Chưa, em không biết. Em còn chưa khám phá ra được những cái mà chị giống ở đâu. Ôi giời. Gì? Cái gì? Bảo gì? Em chị cho em cái gì? Làm thu ngân đây được không? Tại sao? Em thất nghiệp với chỗ chị toàn siêu phẩm không? Siêu phẩm gì? Thì khách của chị toàn siêu phẩm. Siêu tầm toàn gái xinh đúng không? Đúng rồi. Không biết là tại vì là lên cảnh của chị đẹp hay là tại người ta xinh thật. Người ta xinh. Đi ra kia đi.